Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. À, chúng ta cùng gặp lại nhau và đồng hành với nhau ở trên bản tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì tuần này thì cá nhân Hùng Lê đang bị các anh chị nghe rồi, giọng nó đang bị vỡ và đang bị ho nên có thể trong quá trình thụ âm có thể quá trình mình nói là mình sẽ bị ho thì anh chị em nhà đầu tư chúng ta thông cảm một tí bởi vì quan điểm của cá nhân đùng lê là chúng ta còn 3 phiên giao dịch của tuần tiếp theo nhưng 3 phiên giao dịch vẫn là một tuần giao dịch và chúng ta sẽ làm việc hết mình và chúng ta sẽ làm việc đến phiên giao dịch cuối cùng của năm 2023 trước kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán thì các anh chị biết rồi hàng tuần thì chúng ta sẽ có một bản tin ở trên kênh chứng khoán chiến binh đến từng con sóng ở đấy là bản tin tuần chúng ta sẽ tổng hợp phân tích bộ ba tham số chung của thị trường cùng với đó là các cái danh mục cổ phiếu đồng thời thì cũng có song xanh song song với các bản tin tuần thì chúng ta sẽ có các bản tin ngày và mỗi một ngày thì hùng sẽ phân tích bộ ba tham số chung của thị trường ở trên kênh hùng lê chứng khoán thì các anh chị có thể tìm từ khóa hùng lê chứng khoán và chúng ta sẽ đăng ký hai kênh này để chúng ta tiện theo dõi, theo dõi trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư thì như thường lệ thôi bản tin phân tích định lượng thị trường tuần từ ngày mùng năm đến ngày mùng 7 tháng 2 thì như thường lệ chúng ta sẽ có hai phần chính. Phần thứ nhất thì chúng sẽ view lại bộ ba tham số chung của thị trường trong tuần vừa qua, gồm chỉ số VN30, chỉ số phá trinh và chỉ số VN Phần thứ hai thì chúng ta sẽ view ở các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng và các cái danh mục cổ phiếu rất cơ bản trên thị trường. Và gần như với các anh chị em nhà đầu tư thì chúng ta khi chúng ta đầu tư thì chúng ta đều tiếp cận đến những cái danh mục cổ phiếu này. Ở cổ phiếu nhóm trụ, nhóm bất động sản khu công nghiệp và hiện tại thì bất động sản công nghiệp là một trong những sóng ngành được cá nhân Hùng Lê phân tích định hướng uh, chiến lược cho năm 2024. Ờ uh, chúng ta phân tích nhóm ngành thép, vật liệu đầu tư công, nhóm ngành đầu tư công, sau đó thì chúng ta sẽ phân tích bất động sản dân cư, nhóm ngành dầu khí và nhóm ngành chứng khoán. Uh, còn thời gian thì chúng ta sẽ phân tích thêm một số các uh, nhóm ngành phụ. Thì uh, các anh chị em lưu ý uh, tất cả những uh, phân tích các cái nội dung mà Hùng phân tích ở trên video uh, thì nó mang quan điểm cá nhân của Hùng Lê, nó không vì bất kể một cái gì cả. Và Hùng Lê căn cứ tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu để chúng ta phân tích và nhận định do đó thì nhà đầu tư sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng và chúng ta happy với nhau có những góc độ tích cực có những cái gì tốt đẹp thì chúng ta chia sẻ cho nhau còn có những cái gì xấu những cái gì mà cá nhân Hùng Lê đã vấp ngã ở trên thị trường thì cũng sẽ nói để cho các anh chị em của chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta tránh được những cái rủi ro bởi vì thị trường chứng khoán là một trong những cái bộ môn rất là khó và đòi hỏi chúng ta phải tổng hợp uh, rất nhiều các cái thông tin đó, và chúng ta phải tổng hợp rất nhiều những cái nền tảng kiến thức để chúng ta có thể uh, đi uh, như quan điểm cùng có chia sẻ với anh chị em đó là đi chậm đi chắc và đi bền đó cái quan điểm như vậy tức là có nhiều anh chị em có những trận đánh họ kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà sau đó thì uh, tất cả những số tiền đó thì họ lại uh, bị mất hết thì đó gọi là đi nhanh nhưng đi không bền Thế còn quan điểm của cá nhân Hùng Lê là đi chậm, đi chắc, đi bền ở trên thị trường chứng khoán thì đó là một cái một trong những cái kim chỉ nam để giúp cho Hùng Lê uh, có thể sinh tồn được uh, từ năm 2010 cho đến thời điểm hiện tại như vậy là cũng uh, chinh chiến ở trên thị trường đâu đó khoảng tầm 13 năm. Rồi và nội dung thứ nhất thì chúng ta sẽ đi view lại bộ ba tham số chung của thị trường. Chỉ số VN Index trong tuần vừa qua phiên giao dịch từ ngày 29 đến ngày mùng 2 tháng 2 thì ngay từ đầu phiên giao dịch thì hùng đã có những cái phân tích dự báo về mặt xu hướng đó là gì à, chỉ số vn index của chúng ta sẽ có xu hướng quay trở về trả cung ở vùng 1175 và điểm sâu hơn thì chúng ta tính toán ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1170 đến khoảng quanh vùng 117 đây 117 1169 1169 đến khoảng vùng 1170 thì chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch của ngày 29 ngày 30 và và ngày ở uh, 30 và ngày 31 cái phiên 31 thì chúng ta đã có phân tích rồi. Thì cơ bản là hai phiên giao dịch đầu tuần thì chỉ số VN Index của chúng ta test tích lũy thành công ở biên 1173, 1175 và 1177. bảy. Uh, và đến phiên giao dịch của ngày 31 thì như vậy là chúng ta có một lực bán tương đối mạnh uh, sau cái gấp tăng mùng đã có phân tích về uh, vùng 1182 điểm ở đây thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta rơi khá là sâu. Và và theo một cái quy luật uh, thông thường thôi, khi chỉ số VN Index mất ở vùng 1173 thì nó sẽ quay trở về ở biên 1169 đến khoảng bảy 1170 và khi biên 1169 bị mất như vậy thì nó sẽ về ở vùng 1165 và uh, kết thúc phiên giao dịch ngày 31 thì như ông đã có phân tích định lượng cho các anh chị rồi uh, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích định lượng uh, cây đến giờ ở quanh vùng 1165 để chúng ta tiếp tục đánh giá xu hướng trong trường hợp nếu thủng vùng 1165 thì chúng ta phải tính toán ở vùng 1157 đến vùng 1160 và với góc độ kỹ thuật hiện tại thì chúng ta thấy rằng là uh, trong phiên giao dịch của ngày mùng 1 tháng 2 thì như vậy là chỉ số VN đã có sự phục hồi khá là tích cực. Phiên ngày hôm nay thì phiên kết tuần, phiên ngày mùng 2 tháng 2 thì sau gáp tăng uh, sau gáp tăng ở đầu phiên thì như vậy là chúng ta có các cây đến giờ liền sau đó thì về cơ bản là uh, chỉ số VN index của chúng ta lại quay trở về chỉnh cung lắp gáp ở quanh vùng 1168.5 đến khoảng vùng 1170 và đây cũng là cái biên mà cá nhân Hùng Lê đã dự báo cho các anh chị trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 2. Với động thái hiện tại thì chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì cái nỗ lực ở đầu phiên nó đã bị uh, Kết phiên thì nó bị đánh mất cái nỗ lực ở đầu phiên và cây nến này là một cây nến rút chân lên. Tuy nhiên với góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì khả năng cao phiên giao dịch thứ hai của tuần tới là chỉ số VN Index tiếp tục kiểm định lại ở biên hỗ trợ kỹ thuật 1168 đến vùng 1170 và kỳ vọng chỉ số này tích lũy thành công thì như vậy là nó sẽ hướng lại cái cản kỹ thuật ở vùng 1175 đến khoảng vùng 1177. Trong trường hợp nếu chỉ số VN Index của chúng ta thất bại ở vùng 1168 đến vùng 1168.5 thì khả năng là Uh, Index sẽ quay trở lại ở khoảng quanh ngưỡng 1165 để tiếp tục chỉnh cung uh, tích lũy và chúng ta sẽ đánh giá thêm uh, xu hướng kỹ thuật của chỉ số này tại vùng 1165. Uh, bây giờ thì chúng ta cùng view sang chỉ số VN30 ở trong tuần vừa qua từ phiên giao dịch ngày 29, uh, uh, 29 tháng 1 thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì ừ, như cũng đã có phân tích ở đây này thứ nhất đó là cái vùng cản kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số vn30 ở vùng 1188 đến vùng 1190 đồng thời chúng ta có biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1178.5 đến vùng 1182 thì à, hai phiên giao dịch đầu tuần tức là phiên giao dịch ngày 29 ngày 30 thì chỉ số vn30 của chúng ta đã làm rất tốt và tích cực ở cái biên hỗ trợ vùng 1178.5 tuy nhiên đến phiên ngày 31 thì như các anh chị em biết rồi chỉ số vn30 của chúng ta bị mất ở vùng 1178.5 thì khi vùng 1178.5 bị mất thì chỉ số VN30 nó sẽ có xu hướng quay trở về Nó sẽ có xu hướng quay trở về vùng 1173 và 1173 bị thất bại Thì nó sẽ quay trở lại vùng 1163 đến vùng 1165 Trong tuần vừa qua thì chỉ có đến phiên giao dịch của ngày mùng 1 Thì như vậy là chỉ số VN30 bắt đầu có cái sự phục hồi khá là tốt Và quá trình phục hồi này thì như vậy là chỉ số VN30 sẽ va vào cản 1175 Sau đó sẽ va tiếp vào cản 1180 và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì ngoại trừ cây đến giờ đầu tiên nó tương đối tích cực khi và chỉ số vn30 kéo khá sát đến vùng 1180. Sau đó thì về cơ bản thì nó tích lũy thôi và tuần tới khả năng cái xu hướng tiếp theo thì chỉ số vn30 sẽ có các cái nhịp quay trở về chỉnh cung test nền ở biên 1170 và à, tích lũy thành công của vùng này thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lên vùng cản 1180. Trong trường hợp nếu như vùng 1170 bị phá vỡ thì như vậy là chỉ số vn30 sẽ quay trở lại vùng 1163 đến vùng 1165 để tiếp tục à, chỉnh cung và tiếp tục uh, test tích lũy à, đối với chỉ số vn30f1m hay còn gọi là chỉ số phá sinh thì chúng đã có phân tích ở trên bản tin tuần thứ nhất là vùng m189 đến vùng 1190 190 ở đây là biên uh, cản kỹ thuật ngắn và thứ hai đó là gì đó là uh, cái biên mà lấp của chỉ số phá sinh thì nó có thể quay trở về ở vùng 1180 180 đến vùng 182 đó và trong trường hợp nếu vùng 1180 bị mất thì như thế nào thì nó sẽ về vùng 1175 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 1170 đến vùng 1172 và trong tuần vừa qua thì nhìn chung là chỉ số vn 30 f 1 m đã về đến gọi là về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần đó, là vùng 1170 đến vùng 1172 và từ đây thì chỉ số phái sinh bắt đầu có sự phục hồi và cái quá trình phục hồi này thì như vậy là trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 2 Ngày 1 tháng 2 và ngày 2 tháng 2 thì như vậy là gì? Chỉ số vn 30 f 1 m chúng ta lại tiệm cận lại hoặc là đi vào cái biên 1180 đến vùng 1182. Thì ở đây nó lại là vùng gì ạ? Nó lại trở thành vùng cản kỹ thuật và như vậy thì chúng ta để ý thấy nhá, trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đó, vn 30 f 1 m chạm đến vùng 1182 và sau đó nó có một lực sọt đây này. Thì nó lại quay sát trở về ở vùng 1175, tiếp tục Tết uh, test lần thứ hai ở vùng 115 và kết thúc phiên thì nó lại lấy lại được ở vùng 1181 đó như vậy với cục diện hiện tại của chỉ số phái sinh thì như vậy Hùng sẽ dự báo thứ nhất là có thể là phiên thứ hai tuần tới có thể có một cáp tăng và gáp tăng này thì nó có thể đẩy uh, chỉ số này lên ở khoảng quanh vùng 1183 đến khoảng vùng 1185 sau đó thì sẽ uh, quay trở về chỉnh cung uh, chỉnh cung kỹ thuật và với quan điểm hiện tại thì hùng vẫn đánh giá tiếp là chỉ số vn 30 mươi m khả năng sẽ quay về quanh vùng 1175 điểm sâu hơn sẽ là vùng 1170 đến khoảng vùng 1172 và tạm thời thì chúng ta sẽ có uh, hai cái mốc tâm lý này để chúng ta đánh giá còn đương nhiên trong trường hợp nếu như vùng 1170 mà chỉ số phá sinh bị phá vỡ thì đương nhiên nó sẽ phải Uh, lùi khá là sâu và nó sẽ phải lùi về lại khoảng quanh vùng 1 65 tức là nó test lại cái mút nến được tạo ra trong phiên giao dịch của ngày 31 tháng 1 các anh chị nhá đó và um, đây là ba cái điểm hỗ trợ thứ nhất là 175, thứ hai là vùng mùa 170 đến vùng 172 và điểm sâu hơn uh, vẫn có thể tính toán đó là vùng 165 và trong trường hợp tích lũy thành công thì thực ra kỳ vọng là ở vùng mùa 170 đến vùng 172 thôi à, tích định thành công thì như vậy là nhiệm vụ lại hướng về vùng cảng kỹ thuật 1185, 1189 đến vùng 1190 đó là vùng cảng kỹ thuật của chỉ số phái sinh ở trong tuần giao dịch mới. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sơ bộ qua về chỉ số VN Index ở trên chạc kỹ thuật ngày thì gần như Hùng đã có phân tích cho các anh chị khá là kỹ ở các cái ý đồ tạo lập. ở đây thì sau một cây nến chỉnh cung khá là mạnh ở phiên ngày 31 thì chúng ta có hai cây nến phục hồi. Cây nến ngày hôm nay thì cơ bản là À, có thời điểm là chỉ số VN, VN Index đã đánh được lên trên vùng 175 à, Nhưng kết thúc viên thì nó lại phải lùi lại Như vậy đây à, chúng ta thấy rằng đây là tạm gọi đây là một cây nến Doji Sau một cây nến tăng thì một cây nến Doji Vậy thì chúng ta phải cần một cây nến xác nhận Và cây nến xác nhận đó thì nó sẽ đến ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới để chúng ta đánh giá thêm à, Trong trường hợp nếu chỉ số VN Index chúng ta test ở vùng 169 và sau đó rút chân lên Uh, rút ra lên phục hồi thì như vậy là chúng ta cũng có thể kỳ vọng là index sẽ tiếp tục quay trở về cái vùng cản kỹ thuật ở vùng 190. Trong trường hợp nếu chỉ số VN Index của chúng ta bị thất bại ở vùng 169 ở trên trạng kỹ thuật ngày và trên trạng kỹ thuật giờ thì cũng đã có phân tích cho các anh chị đó là vùng 168 đến vùng 168.5 thì có thể là gì? Chỉ số VN Index sẽ quay trở lại test lại uh, lần hai, uh, test lại lần hai cái mút đến ở đây, đó là khoảng uh, biên 1155 đến khoảng biên 1160 thì chúng ta sẽ uh, căn cứ tình hình thực tế để chúng ta phân tích thêm phần thứ hai phần thứ hai thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phân tích các cái danh mục cổ phiếu khá là cơ bản mà gần như thì tất cả các anh chị em nhà đầu tư đều quan tâm và đây là những cái danh mục cổ phiếu mà hùng đã lọc ra cũng đã cố gắng lọc ra một số các cái mã cổ phiếu tốt và tích cực phân tích và giới thiệu đến anh chị em nhà đầu tư MVDG ở trong tuần vừa qua thì cũng có dự báo ở vùng 44.5 đến khoảng quanh vùng 45. Đây là biên hỗ trợ kỹ thuật thì các anh chị để ý thấy rằng là phiên giao dịch ngày 29 và ngày 30 đúng không ạ? Thì MVDG đã quay trở về biên hỗ trợ kỹ thuật. thậm chí là chúng ta có thể tính toán ở vùng 44 bởi vì là sau khi mà MVDG bứt ở cả 44 thì hoàn toàn có thể quay trở lại test cung. Và cái target mục tiêu hướng về vùng 46 và target tiếp theo hướng về vùng 7.5 đến vùng 48 à, ờ, tuần này MWG tích cực với lực cầu khá là tốt ở trong phiên ngày hôm nay như vậy thì khả năng target 48 thì tuần tới nó sẽ hoàn thành và điểm xa hơn chúng ta có thể ngắm lên đó là vùng target ở khoảng quanh vùng 50 Mansan thì có đánh dài hướng dài và đối với cổ phiếu Mansan thì chúng ta cũng có thể tối hóa lợi nhuận bằng các cái nhịp T cộng Thì như có phân tích này tuần này thì cũng dự báo là khả năng Mansan sẽ quay trở lại quanh vùng 65 tết tích lũy thành công thì chúng ta có vùng cản 66.5 và ở đây thì trong tuần nó có vùng cản 66.5 và cũng có hai phiên là man san quay trở về vùng hỗ trợ kỹ thuật với động thái hiện tại phiên kết tuần thì nó giao dịch khá sát với vùng 65 như vậy tuần tới thì xu hướng nó sẽ test lại biên 64.5 đến khoảng vùng 65 tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm lại vùng 66.5 đến khoảng vùng 67 Vinamilk là một cái mã cổ phiếu trụ cũng được cùng phân tích ở trong thời gian vừa qua và uh, chúng ta cũng tối ưu hóa được uh, những cái nhịp uh, tế cộng rất là tích cực. Ví dụ như là phiên giao dịch ngày 16 tháng 12 thì chúng ta có vùng biên hỗ trợ kỹ thuật 66.6 đến vùng 68.8 và vùng phân tích lên uh, cái vùng cản kỹ thuật ở vùng 66 uh, 68 5 đấy đấy và đến phiên 2223 thì nó đạt được cái tác kỹ thuật và sau đó thì nó lại chỉnh cung và tuần này thì như chúng ta đã có phân tích dự báo khả năng thì Vinamilk sẽ tiếp tục có biên 66.6 đến khoảng 66.8 điểm đây thì đây này nó chỉ test lại loanh quanh ở quanh vùng 67 có lực hồi tất nhiên là chúng ta đề cập đến vùng target kỹ thuật ở vùng 68.5 68.4 68.5 nhưng mà hiện tại thì target này của Vinamilk thì chưa đạt được và nó lại quay trở về test cung chỉnh nền. Ở đây thì chúng ta lại tiếp tục tuần này lại có vùng 67 là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Đây các chị vùng canh mua và lên đến vùng 68.4, 68.5 sẽ là vùng canh bán. Tạm thời sẽ như là vậy, sẽ như vậy. cổ phiếu BBH cũng là một mã cổ phiếu trụ được phân tích giới thiệu ở trong nhịp này. sau một cái nhịp kéo khá là rát thì BBH quay trở về chỉnh cung và ông đang dò tìm các cái vùng giá mục tiêu để chỉnh cung. Ví dụ như trong tuần vừa qua thì chúng ta còn nói đến vùng 40.6 và bản thân trong tuần giao dịch trước, phiên giao dịch ngày 24 25 thì nó cũng đã có vùng 40.6. Và thì tuần này cũng như vậy. Đó, vùng 40.6 là vùng à gì ạ? Ở đây sẽ là vùng chỉnh cung mục tiêu và vùng rẻ chúng ta sẽ canh gom. Và vùng cản mục tiêu đó là vùng 41.4 đến vòng vùng 41.5 thì chúng ta thấy rằng ở trong tuần vừa qua, phiên giao dịch ngày thứ hai, 29 đúng không Phiên giao dịch ngày thứ hai có vùng 41.4 và đến phiên giao dịch ngày 1 tháng 2 thì như vậy là chỉ số uh, của BVH cũng công về vùng 41.4 nhưng không thành đó. Vậy thì tuần tới khả năng chúng ta lại tiếp tục có ở biên hỗ trợ kỹ thuật 46, 48 đấy là vùng cánh mua và lên đến cản cản đâu đó khoảng tầm vùng uh, 41.5 này, 41.6 đây thì các anh chị có thể uh, canh thì chúng ta bán ra. Vic à, anh Vic ở trong tuần vừa qua thì uh, nhìn chung là chưa đạt kỳ vọng thứ nhất là chúng ta dự báo là vix sẽ quay trở về vùng chỉ cố mục tiêu ở vùng 42.6 đến khoảng vùng 42.7 hai phiên giao dịch đầu tuần thì làm khá là tốt việc này nhưng đến phiên 31 thì như vậy là vix bị mất vùng 42.6 và khi bị mất vùng 42.6 thì nó sẽ hạ về vùng 42.2 và vùng 42.2 bị mất thì như vậy là cái xu hướng kỹ thuật tiếp theo nó sẽ ở khoảng quanh quanh vùng 41.41.8 đến khoảng quanh vùng 42 và với với động thái hiện tại thì khả năng xu hướng tuần tới vùng 41.8 đến vùng 42 VIX sẽ tiếp tục tích lũy ở vùng này Cổ phiếu VinHome lợi nhuận tốt và đây là con gà đẻ trứng vàng của họ nhà vick bởi vì về bản chất nó là uh, đi xây nhà để bán các anh chị và duy nhất trong cái hệ sinh thái của ông vích thì uh, ông 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 đi thu đất nông nghiệp và ông xây bán nhà mấy chục tỷ thì ông gọi là ông triệu lợi nhuận thôi chứ còn các cái mảng khác của ông vích là ông ông đều thất bại hết đó thì đối với vinhome ở đây dự báo ở biên 41.2 đến khoảng vùng 41.5 sẽ là biên chỉnh cố mục tiêu và À đây, trong phiên giao dịch ngày 31 thì như vậy là Vinhome cũng có đã chỉnh về đây, có lực hồi, tuy nhiên lực hồi này này. À, phiên ngày mùng 2 thì như vậy là gì? Hồi lên mà lại trả hết. Và trả hết như này thì tuần tới lại quanh vùng 41 rồi. Và tại vùng 41 thì cũng sẽ tiếp tục uh, quan sát thêm tín hiệu uh, tích lũy thành công thì như vậy chúng ta lại tiếp tục hướng lại vùng 42.4 đến khoảng vùng 42.5. VRE là một trụ uh, của Vin uh, họ nhà Vích và trong tuần vừa qua thì uh, như đầu tuần cũng có phân tích dự báo là VRE sẽ có một cái biên chỉnh cung kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 21 chấm ở đây là hai à xin lỗi cả nhà 23 chấm mấy này 23.2 23.5 ở khoảng quanh vùng 23.5 đến 23.6 Đấy, nhưng mà uh, trong trường hợp đấy gọi là tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá uh, đánh giá cái lực phục hồi của cổ phiếu này lên khoảng quanh vùng 24 và cây đến giờ uh, cây đến giờ đầu tiên của cổ phiếu này thì như vậy là đã bị mất nó bị thủng các anh chị 23.5 đây thì cái cây đến giờ cái cây cây đến giờ nó bị thủng mất cái vùng hỗ trợ ở đây thì sau đó thì cổ phiếu có một cái sự phục hồi lại lần thứ hai uh, tuy nhiên là uh, nó không đủ động lực để bứt qua bứt qua và tín hiệu hiện tại thì như vậy là uh, VRE đang bị bán tương đối là mạnh tương đối mạnh các anh chị và với những cái anh chị em mà đang cầm tài khoản VRE thì chúng ta chú ý trong trường hợp nếu mà chúng ta bị vướng mặc zin thì như vậy là chúng ta sẽ phải chủ động để chúng ta hạ bớt các anh chị nhé bởi vì với tín hiệu hiện tại như thế này thì rất có thể là vì vì VRE phiên của ngày hôm nay thì nó đã nó nó test nó quay trở lại nó test và nó bị mất cái điểm hỗ trợ này các anh chị, mất điểm hỗ trợ 22.5 là một cái điểm hỗ trợ rất là quan trọng chính vậy đây là một cái điểm nhấn kỹ thuật mà các anh chị lưu ý đối với mã cổ phiếu VRE nhóm ngành tiếp theo mà chúng ta sẽ đi uh, phân tích đó là nhóm ngành bất động sản khu nghiệp thì nhung đã có phân tích định hướng với nhóm ngành này chúng ta sẽ là một trong những cái nhóm ngành gọi là tích cực của năm 2024 với kỳ vọng là gì ở đất nước chúng ta mở cửa này hội nhập kinh tế này và 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 các cái tập đoàn kinh tế lớn của các cái nền kinh tế ví dụ như nhật này ví dụ như Hàn ví dụ như Úc này ví dụ như Mỹ này nó sẽ đổ bộ vào Việt Nam thì đó sẽ là những uh, một trong những cái tín hiệu để giúp cho uh, nhóm ngành bất động sản khu nghiệp sẽ có cái sự phục hồi và tích cực cổ phiếu ITA trong tuần chúng ta dự báo ở biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 6.1 đến vùng 6.2 thì các anh chị để ý nhá phiên giao dịch ngày 29 ngày 30 ITA test uh, tích cực thành công và đồng thời trong tuần thì ITA cũng đã hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu ở vùng 6.7 và hiện tại thì đang có những cây đến giờ chỉnh cung với đại chỉ cố hiện tại chúng ta sẽ tính toán ở vùng 6.5 nhưng mà cũng có thể là nó sẽ về ở khoảng quanh vùng 6.4. Khả năng nó sẽ lai rát ở khoảng quanh vùng 6.4 đến 6.5 tích lũy thành công ở hai biên kỹ thuật này thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục uh, hướng vùng cản kỹ thuật về vùng 6.7 và xa hơn. Uh, xa hơn thì như vậy là chúng ta sẽ hướng uh, cái cản kỹ thuật tiếp theo của Ita về quanh 7. KBC ở trong tuần cũng đã có một cái biên test uh, kỹ thuật ở, ở vùng 30 đến khoảng vùng 30.3 tích cực ở đây đó. Bản thân là phiên ngày 29 thì nó đã có test ở biên này và sau đó nó kéo lên vùng cản ở đây Cản mục tiêu là vùng 31 này Sau đó đến phiên ngày uh, mùng 1 đúng không? Thì như vậy là nó lại tiếp tục quay trở về test ở biên hỗ trợ kỹ thuật và tiếp tục kéo lên vùng 31 cộng Và hiện tại thì nó đang có xu hướng chỉnh cung Và với là chỉnh cung hiện tại như vậy thì uh, tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá Uh, mức độ tích lũy của cổ phiếu KBC ở quanh vùng 31 nhưng khả năng thì dự báo là KBC sẽ quay trở về chỉnh cung lại ở khoảng quanh vùng 30.6 uh, test tích lũy thành công thì như vậy chúng ta tiếp tục ngắm về vùng cản 31 và điểm xa hơn sẽ là vùng 31.8 đến khoảng vùng 32 SSC là một mã cổ phiếu cơ bản tốt khuyến nghị cầm dài đánh dài đánh xa và góc view rộng Đó uh thì trong tuần vừa qua chúng ta có dự báo là SSC có khả năng sẽ quay trở lại test ở khoảng quanh vùng 38. Nhưng trên thực tế là cây nến của ngày 30 là nó chỉ test về ở khoảng vùng 38.2. Và đồng thời thì chúng ta có target ở vùng 40 và cây nến giờ này là một cây nến giờ cực khỏe để giúp cho cổ phiếu SSC break được vùng 40 và hướng về vùng cản kỹ thuật ở vùng 41. Sau đó thì cổ phiếu này bắt đầu có một lực kéo lên và hiện tại Hiện tại thì xu hướng uh, thông thường cái sự vận động của cổ phiếu khi mà nó bứt qua thì nó sẽ quay trở về nó test cung. Và biên ở đây, biên test cung ở đây đó là biên 40 hoặc là điểm sâu hơn. Uh, chúng ta có dự báo ở khoảng quanh vùng 40.5 đến khoảng vùng 41. ETC test tích lũy thành công vùng này. Uh, và lực cầu quay trở lại thì như vậy là target tiếp theo mà chúng ta sẽ hướng đến đó là vùng 44. ETC là một mã cổ phiếu cũng cơ bản tốt thanh gọi là cái gì nhỉ nó là cái 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 cổ phiếu chất lượng các anh chị đối với cái biên lợi nhuận của idc thì quá tuyệt vời luôn trong tuần chúng ta dự báo target một ở vùng 52 và sau một cái cây đến giờ kéo rất là khỏe luôn và đương nhiên là sau cây đến giờ này thì chúng ta có luôn target vùng 52 cộng và idc nó lại có một cái nhịp dâng tiếp theo nó lại dâng lên cái vùng target 55 và đặc tính tạo lập của cổ phiếu idc thì thông thường là nó sẽ có hai cây đến giờ kéo mạnh và sau đó nó sẽ có nhịp trả cung và ở đây là một cây nến giờ và đây cũng là hai cây nến giờ kéo rất mạnh và sau đó nó có một nhịp trả cung. Vậy thì trả cung ở đây thì chúng ta có thể dự báo IDC sẽ trả lại quanh vùng 54 54.5 hoặc là điểm trả cung ở đây nó sâu sâu hơn sẽ là vùng 53 53.5. Đó, tuần tới sẽ có hai điểm trả cung này test tích lũy thành công. Ở hai điểm trả cung này thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng target kỹ thuật của cổ phiếu IDC lên ở quanh vùng 58 đến khoảng vùng 60. VGC cũng là một mã cổ phiếu uh, của ngành bất động sản khu nghiệp và hùng cũng đã lọc ra chọn lựa để giới thiệu và phân tích cho các anh chị. Thì trong tuần uh, chúng ta có, uh, chúng ta nói đến cái, các cái tuần trước đi, đó là chúng ta đã nói đến cái biên hỗ trợ ở khoảng quanh vùng 51 đến khoảng vùng 51.1 đó. Ví dụ tuần từ ngày 22 đến ngày 26 các anh chị là chúng ta có cái biên hỗ trợ đó và tuần này thì chúng ta hướng vùng cảnh kỹ thuật lên vùng 52.5 và uh, cây nến giờ này thì đương nhiên là nó cũng đánh một cây nến giờ rất là khỏe và nó bứt qua được vùng 52.5 sau đó thì nó lại tiếp tục quay trở về chỉnh cung lấp gáp và và nó lại có cây nến giờ thứ hai và nó lại chỉnh cung lấp gáp và nó có cây nến giờ thứ ba và nó lại bắt đầu đi vào một nhịp chỉnh cung đó vậy thì tuần tới chúng ta sẽ hướng về hướng về vùng chỉnh cung đó là khoảng quanh vùng 53 53 đến khoảng vùng 53. 5 Đây là cái biên trả kỹ thuật gọi là biên khỏe Còn trong trường hợp yếu hơn thì nó sẽ test lại cái vùng 52.5 Chính là gì? bứt bất cản ở bên này thì nó sẽ quay lại test cản ở bên này Và test tích lũy thành công như vậy Thì chúng ta sẽ hướng target kỹ thuật tiếp theo của VGC lên vùng 55 Sau đó thì sẽ hướng lên đó, 55 mà nó bứt qua thì nó sẽ chúng ta sẽ hướng lên vùng 56 đến khoảng vùng 57 tiếp cũng là một mã cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản công nghiệp và hiện tại thì cũng đã có khuyến nghị các cái điểm gom và cơ bản thì bây giờ là nắm giữ để chúng ta chờ canh chốt đó và các cái vùng gom thì các anh chị um, có thể xem lại các bản tin tuần khoảng tuần từ 22 thì chúng ta có phân tích cái vùng 23.5 đến khoảng quanh vùng 23.7 đây và hiện tại thì tip cũng đang nâng lên được cái target ở vùng 26 và trong tuần nó có test ở vùng 24.5 thì khả năng tuần tới sẽ có biên test lại kỹ thuật ở vùng 24.5. Sau đó thì nó sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 26.5 đến khoảng vùng 27. Ở đây là vùng cản kỹ thuật các anh chị nhé Và uh, theo quan điểm cá nhân của cũng lên ngắn hạn thì tiếp các anh chị, nếu chúng ta đang cầm thì chúng ta nên canh chốt ở vùng này, 26.5 đến khoảng quanh vùng 27. Nhóm anh chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo, đó sẽ là nhóm ngành thép trong tuần vừa qua thì nói chung là nhóm thép nó đi không đợt không không được như kỳ vọng các anh chị không được như kỳ vọng cổ phiếu HPG ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 28.2 và trong tuần thì ngay cái điểm cây đến giờ đầu tiên là nó đã về vùng 28.2 rồi và nó tiếp tục quay trở về cái biên test tích lũy ở vùng 28 đến khoảng vùng 28.1 nhìn chung thì có những cái thời điểm là hòa phát đã diện đã bị thủng qua vùng 28 28 nhưng mà sau đó thì nó vẫn cố gắng và nó vẫn tiếp tục công lại vùng 28 và ở đây thì chúng ta thấy rằng là những cây nến giờ nó bám biên ở vùng 28 ở đây cây nến kết tuần thì nó cũng không được ưng ý cho lắm chính vậy nên là khả năng tuần tới ở vùng 27.6 đến khoảng vùng 27.7 khả năng là nó sẽ quay trở về đây chỉnh cung test cung chỉnh nền và test tích lũy thành công được cầu quay trở lại thì lúc đó thì chúng ta sẽ bắt đầu hướng lại ở vùng 28 28.1 và sau đó thì khỏe hơn thì vùng 28.3 và vùng 28.5 trong ngắn hạn, trong ngắn hạn thì cổ phiếu HBG đang có vùng cả kỹ thuật ở vùng 28.5. HSG đó dự báo vùng 23.2 đến khoảng vùng 23.3 thì như vậy là ngay phiên giao dịch ngày 29 thì cây nến giờ tiếp theo đây các anh chị là nó bị mất ở vùng 23.2 cho nên là gì? Khi một vùng hỗ trợ cao bị mất thì nó sẽ quay trở về vùng hỗ trợ thấp và vùng hỗ trợ thấp của nó đó là vùng 22.6 đến khoảng vùng 23.2.8. À, chúng ta lấy cái vùng uh, hỗ trợ tuần uh, từ phiên giao dịch ngày 23 đến ngày 26 Thì về đến đây chúng ta thấy rằng là uh, Hoa Sen có những cái nhịp đẩy lên Đây các anh chị đó, nhịp đẩy lên uh, Cản trên thì nó lại ở đây, ở vùng 23.4 đến vùng 23.5 Với tín hiệu kết tuần như thế này, uh, chúng ta có bốn cây đến giờ uh, quay trở về chỉnh cung Nên khả năng tuần tới tiếp tục ở biên 22.6 đến khoảng biên 22.8 test tích lũy và test thành công thì khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục lại ngắm lại các cái kỹ thuật ở vùng 23.4 đến khoảng vùng 23.5. Cổ phiếu Nam Kim NKG dự báo điểm chỉnh thứ nhất là vùng 25 và cây đến giờ trong phiên giao dịch ngày 29 ở đây nó đã bị mất vùng 25. Và khi vùng 25 bị mất thì như vậy là nó sẽ hạ về vùng 24.4. Tại đây có một cái lực hồi. Và lực hồi này thì nó lại chạm về vùng 25 trở thành vùng cản kỹ thuật và nó cổ phiếu không đủ động lực để bứt thoát và từ đây thì như vậy là cổ phiếu lại quay trở lại về test vùng 24.4 và vùng 24.4 bị thất bại. Nên nó sẽ phải lùi về vùng 23.8 đến vùng 24. Ở đây có một lực phục hồi, tuy nhiên là uh, Hùng thấy rằng là khi mà cổ phiếu quay trở lại vùng 24.4 thì như vậy động lực của nó đang bị chậm dần, nó bị chậm lại các anh chị, nó không có động lực. Đó và chính vì nó không có động lực như thế này thì nó lại dự báo là nó lại quay trở về vùng 23.8 đến vùng 24 của tuần tới. Uh, tiếp tục test cung chỉnh nền tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm lại các uh, các kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 25. VGS VGS ở đây dự báo là chỉnh về vùng 22.4, tích lũy thành công thì sẽ có sự phục hồi. Uh, tuy nhiên chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch của ngày 29 đến ngày 30 thì cơ bản là nó vẫn giữ được ở cái trạng thái uh, khá sát ở vùng 2.4. Uh, tuy nhiên phiên giao dịch ngày 31 thì cổ phiếu đã bị uh, mất ở vùng 31.4 à, mất ở vùng 22.4 nên nó sẽ quay trở về ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn đó là vùng 21.8 đến vùng 22 ở trong ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là phiên 31 mùng 1 mùng 2 thì cơ bản là cổ phiếu sideway ở quanh vùng này sự báo tuần tới biên 21.8 đến biên 22 tiếp tục sẽ là biên chỉnh cung tích lũy chỉnh nền à, trong trường hợp hoặc là có thể nó nhún sâu hơn là vùng 21.6 và tích lũy thành công của vùng này thì như vậy là chúng ta lại ngắm lại vùng 22.8 đến khoảng quanh vùng 23. Cổ phiếu TLH dự kiến chỉnh cung ở vùng 8.15 đến khoảng vùng 8.2. Đó và phiên 29 đến phiên 30 thì cơ bản là test tích lũy thành công ở vùng này. Nhưng đến phiên 31 thì như vậy là cổ phiếu này cũng bị chỉnh giảm chung với thị trường. Như vậy thì nó lại về đây rồi. Biên hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo của tuần này sẽ là vùng 7.95 đến khoảng vùng 8. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo sẽ là nhóm ngành đầu tư công các anh chị. Đây cũng là một cái nhóm ngành khá là trọng điểm của năm 2024. Bởi vì chính phủ cũng sẽ phải thúc đẩy mạnh cái hoạt động đầu tư công để cải thiện GDP, đồng thời thì tạo thêm công an việc làm và rất rất nhiều thứ. Và khi hạ tầng kỹ thuật nó được giao thương ở cầu cảng, sân bay, rồi đường cao tốc, nó được uh, kết nối thì như vậy là đó cũng là một cái 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 mục tiêu để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, để thu hút sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nên là uh, đầu tư công cũng sẽ là một trong những cái nhóm ngành mà uh, đi cùng với sự song trùng phát triển của đất nước cũng như sự phát triển của thị trường chứng khoán. KSB ở trong tuần thì chúng ta có dự báo uh, phục hồi về khoảng quanh vùng 30 và suy soát lên được vùng 30.5 thì ở đây là vùng cảng kỹ thuật các anh chị nên là nó lại đang có một cái nhịp của nhịp chỉnh giảm lại quay trở trở đây và với tín hiệu hiện tại tuần tới KSB sẽ có thể test lại ở quanh vùng 29.3. Điểm sâu hơn sẽ là vùng 28.8 đến khoảng vùng 29 tích lũy thành công của vùng này. Như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm ở vùng 30 đến khoảng vùng 30.5. PLC ở trong tuần vừa qua thì lực cầu cũng khá là tốt và xu hướng kỹ thuật cổ phiếu cũng rất là tích cực. Chúng ta dự báo ở vùng 30.4, 30.5. Sẽ là biên chỉnh cung mục tiêu và hướng cái target kỹ thuật về vùng 31.5 trong tuần thì PLC đánh tích cực và nó đã lên được khoảng vùng 32.5 và sau đó nó bắt đầu chỉnh cung. Thì đây chúng ta thấy rằng là nó nó có hai lần chỉnh cung và nó có hai lần test. Đó, về khoảng quanh vùng 31.2 đến khoảng vùng 31.3 thì nó phục hồi lên và nhịp này cũng như vậy. Thế như vậy là xu hướng tuần tới thì vùng 31.2 đến khoảng vùng 31.5 dự báo sẽ uh, quay trở về chỉnh cung tích lũy vùng này. Tích thành công thì như vậy tiếp tục ở vùng 32 và điểm xa hơn sẽ là vùng 32.5 đến khoảng vùng 33. VCG ở trong tuần nhìn chung là có test hỗ trợ ở biên 25 đến biên 25.1 có hướng về vùng cảng kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 26 lên được khoảng vùng 25.9 thì như vậy là nó bắt đầu chỉnh cung tuần này thì nhìn thấy uh, tín hiệu đóng nến như thế này gọi là tín hiệu suy yếu các anh chị tín hiệu suy yếu <laughs> và như vậy tuần tới 25 25.1 tiếp tục chỉnh cung về đây test thành công thì lại ngắm lại vùng 25.8 đến khoảng quanh vùng 26 FCN dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 11 14 14.1 và hướng về vùng cản mục tiêu ở vùng 14.5 thì về cơ bản là trong tuần test hỗ trợ và hướng vùng cản, test hỗ trợ và hướng vùng cản. Đồng thái ở kết phiên cuối tuần như thế này, khả năng tuần tới cổ phiếu sẽ quay trở về vùng 14.1, điểm sâu hơn sẽ là vùng 14. test tích lũy thành công thì như vậy là tuần tới chúng ta lại ngắm ở vùng 14.5 đến khoảng quanh vùng 14.6. LCG trong tuần vừa qua lực cầu tốt thiên hướng tốt và nó cũng là một trong những mã cổ phiếu tích cực của nhóm ngành đầu tư công ở trong tuần vừa qua thứ nhất điểm 11.9 đến điểm 12 tích lũy thành công thì sẽ hướng người ta ghét một lên vùng 12.4 và trong tuần thì sau khi mà đạt 12.4 nó có điểm test tích lũy đây này, và nó nâng được lên cái target 12.7 à, sau khi vượt được cái target 12.7 thì nó đang có 4 cây đến giờ quay trở về chỉnh cung và tuần tới sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 2.7 điểm sâu hơn sẽ là vùng Tác tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là tác cái kỹ thuật mà LCG sẽ hướng đến nó là cản 13.3 đến khoảng quanh vùng 13.5. Cổ phiếu hV biên hỗ trợ kỹ thuật 15.4. Cản trên ở vùng 15.8 đến vùng 15.9. Thì ở trong tuần phiên giao dịch ngày 30 cổ phiếu test về hỗ trợ và phiên ngày 31 thì cổ phiếu đánh về vùng cản. Động thái của kết tuần thì như vậy là cổ phiếu HHV cũng đang có xu hướng quay trở về chỉnh cung lấp gáp ở biên 15.4 hoặc biên sâu hơn sẽ là vùng 15.3 đến khoảng vùng 15.35 kỳ vọng tiêu lý thành công ở vùng này. Như vậy là chúng ta lại hướng về vùng cản kỹ thuật ở vùng 15.8 đến khoảng vùng 15.9. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì đối với nhóm ngành này là một trong những nhóm ngành mà cá nhân Hùng Lê định hướng cho năm 2024. Uhm, sẽ có sóng ngành, khả năng sẽ có sóng ngành, chính vậy nên là chúng ta phần gốc thì chúng ta giữ lại và chúng ta có thể lướt ở biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn chúng ta cân thêm và biên kháng cự ngắn thì chúng ta bán ra ở trên cái phần mà chúng ta mua bán thế còn phần gốc thì chúng ta giữ cho năm 2024 bởi vì chúng ta thấy rằng là trong ngắn hạn nếu như chúng ta cầm mà chúng ta không lướt Thì chúng ta lại tự dưng là chúng ta lại mất hết biên Đó ví dụ đôi lúc là cổ phiếu kéo lên vùng 22.3 Chẳng hạn như vậy Chúng ta có lãi Thì chúng ta chốt đi Và một cái biên lướt của trong nhịp này Nó khoảng tầm từ 3 đến 5% Theo như Hùng nhận diện nó sẽ là như vậy Và chúng ta tối ưu hóa bằng cách là Gốc chúng ta giữ lại Và chúng ta mua lướt lát thêm một cái phần nào đó Ở trên danh mục mà chúng ta đang có Thì đối với mã cổ phiếu sale dự báo ở vùng 21.5 và biên sâu hơn ở đây là khoảng quanh vùng 21.3 thậm chí có những cái điểm có thể tính toán là có thể nhún về quanh vùng 21 thì ở trong tuần vừa qua thì nhìn chung là nó về nhún về vùng 21.3 có kéo lên ở vùng cản 22.3 vùng 22.3 và vùng 22.4 đến vùng 22.5 thì chưa đạt được ờ, phiên ngày hôm nay kéo khá là tích cực nhưng ba cây đến giờ liền sau đó thì như vậy là gì nó lại trả hết cái gáp tăng lần liền trước đó vùng 21.4 21.3 tiếp tục sẽ là biên độ đợt kỹ thuật của tuần mới sâu hơn sẽ là vùng 21 tính toán tiếp cổ phiếu HDG cũng bắt đầu có sự phục hồi khá là tốt sau những ngày thông tin bất lợi về cơ bản đúng không ạ thì từ tuần 16 cho đến tận tuần 26 thì như vậy là HDG đã xây nó xây được cái biên ở đây là biên 25.3 25.5 khá là tích cực tuần này thì cũng có dự báo uh, thiên hướng sẽ hồi phục lên vùng 27 và ở đây uh, chúng ta thấy rằng là nhịp phục hồi thứ nhất và sau đó nó quay trở về test vùng 26 này và sau đó nó hướng về hôm nay có thời điểm cao nhất là lên được 26.26.85 sau đó nó lại quay về nó chỉnh cung và tuần tới test tích lũy thành công ở biên ở uh, đây là biên 26.4 uh, test thành công ở biên 26.4 thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng target mục tiêu về vùng 27 Xa hơn sẽ là vùng 27.5 đến khoảng vùng 28 HTC thì nhìn chung ở trong tuần chúng ta dự báo biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 30.8 đến vùng 31 này Điểm sâu hơn thì như ở đây là có cái điểm 30.5 Có điểm 30.5 ở trong phiên giao dịch ngày 31 đồng thời chúng ta có phân tích vùng cản 31.9 này Và vùng cao hơn sẽ là vùng 32.5 trong tuần có vùng cản 31.9 và hiện tại thì như vậy là cổ phiếu lại đang trả hết cái gáp tăng liền trước đó xu hướng tuần tới. Tiếp tục hướng lại ở biên 30.8 đến khoảng biên 31 tích lũy thành công. Tiếp tục hướng lại vùng cản 31.9 đến vùng 32 và điểm xa hơn sẽ là vùng 32.5. Nam Long là một trong những ma cổ phiếu chiến lược hay và các anh chị lưu ý chúng ta tích lũy thêm các cái vị thế tại vùng hỗ trợ kỹ thuật. Trong tuần vừa qua chúng ta dự báo ở biên 38.8 đến khoảng vùng 39.1 Đây các anh chị nhé Nó quay trở về nó tích lũy này Và đồng thời chúng ta có vùng cản 40.8 đến khoảng vùng 41 Thì uh, cổ phiếu cũng đã đạt được về vùng cản đó Và đây nó đang có xu hướng trả lại gáp Như vậy uh, tuần tới lại vùng 38.8 đến khoảng vùng 39.1 Tích lũy thành công của vùng này thì Mục tiêu sẽ là vùng 40.8 uh, 40 đến khoảng vùng 41 41.5 đến vùng 42 Đó là một số các cái gọi là một số các cái, cái, cái target ngắn hạn sau khi mà nó tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ hướng các cái vùng giá mục tiêu như vậy cổ phiếu KDA ở trong tuần chủ đạo chỉnh cung và sideways ở biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 30.8 đến khoảng quanh vùng 31 ở phiên ngày hôm nay khá tích cực khi mà nó tí nữa thì nó về chạm được đúng vùng giá mục tiêu 31.5 và nó lại nhả hết này bất động sản của phiên ngày hôm nay đánh khá buồn cười Cây nến đầu tiên thì rất tích cực nhưng mà bốn cây nến giờ liền sau đó thì gần như trả hết và KDH cũng là một cái hiện tượng như vậy. Vùng 30.4 tiếp tục chỉnh cung tích lũy. Đấy, tích lũy ở điểm 30.4 điểm sâu hơn sẽ là vùng 30 30.2. Đó, hai điểm này tích lũy thành công. Mục tiêu thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lại vùng cả thuật 31.5. Đạt Phương cũng là một mã cổ phiếu rất hay của nhóm ngành bất động sản dân cư trong trường hợp mà khi cổ phiếu này chạy ấy, thì nó rất là nuột luôn. Ở trong tuần vừa qua thì chúng ta có dự báo vùng 38.5, 38.6, 38.8 là biên hỗ trợ kỹ thuật. Thì phiên giao dịch ngày 29, ngày 30 là Đạt Phương test tích lũy ở vùng hỗ trợ. Sau đó thì gì ạ? bắt đầu có sự phục hồi. Target 1 ở vùng 40.5, cổ phiếu đạt được và sau đó thì các anh chị để ý nhé. Thì nó test lại này và sau đó sau khi mà nó test xong thì nó lại tiếp tục thì nó lại kéo lên một cái nhịp thứ hai hướng về vùng cản kỹ thuật 42 và hiện tại về đến đây thì nó cũng đang có một cái điểm gì điểm tích lũy nó đang có một cái điểm tích lũy lại và kỳ vọng ở trong tuần tới trong trường hợp đẹp thì nó uh, nó sẽ test về đạt phương sẽ test về khoảng quanh vùng 40.5 đến khoảng vùng 41 test lý đi thành công thì như vậy là có thể hướng về uh, các cái target mục tiêu cao hơn ở khoảng quanh vùng 43 khoảng vùng 43 đến khoảng vùng 44 các anh chị DG trong tuần vừa qua cũng có một cái tín hiệu giao dịch tích cực khi mà ở vùng biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây cũng có phân tích đó là vùng 26.7 đến vùng 26.9 hướng về vùng cản 27.5 vùng 28 28.5 và trong tuần vừa qua thì nó đạt mắc được ta các kỹ thuật ở vùng 28.5 và bắt đầu nó quay trở về nó chỉnh cung đây nó gọi về chỉnh cung thì tuần tới đẹp ổn định thì như vậy là chúng ta kỳ vọng khoảng vùng 27.2 đến khoảng vùng 27.4 ở hứng ở đây và tích lũy thành công vùng này thì như vậy mục tiêu sẽ là 28, 28.5 và vùng 29 DG anh Thìn ơi, anh đánh thế này thì cổ đông mỏi hết cả chân cả tay Đất xanh ở trong tuần vừa qua vẫn như vậy thôi, vùng 18.7 Nhíu lên được đến 19.1, 19.2 rồi lại xịt Như vậy tuần tới lại vùng 18.4, 18.5 Tiếp tục chỉnh cung, test tích lũy test thành công thì như vậy lại hướng về vùng 19.1, vùng 19.3, 19.2. Và thôi chúng ta đành phải lướt khoảng biên 3%, tức là đâu đó nếu chúng ta có giá 18.4 và chúng ta có giá 19.2 thì như vậy là 19.1, như vậy chúng ta lướt 300 các anh chị. Novaland ngày hôm nay cũng khá là tích cực. Tuy nhiên đến đến cây nến những cây nến liền sau đó thì như vậy Novaland cũng bị trả khá là ác 16.5 trong tuần vừa qua thì chủ đạo là 16.5 hướng về vùng 17.3 17.4 17.5 nhưng mà lên được đến 17.3 thì như vậy là không thể nào mà lên được nữa đấy cây đến giờ thứ nhất cây đến giờ thứ hai tích cực nhưng mà cây đến giờ thứ ba cây đến giờ thứ tư và cây đến giờ kết thúc phiên thì như vậy là trái hết rồi và với động thái này thì kỳ vọng nhé tích cực thì ở vùng 16.9 đến khoảng quanh vùng 17 tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta mới mong là hướng lại ở vùng 7.5 đến khoảng quanh vùng 18 PDR khỏe PDR mới là cổ phiếu đẳng cấp rất nhanh rất nhạy và đánh phát nào ra phát đấy đó và nó có biên và đánh thế này nó mới sướng trong tuần vừa qua PDR có vùng chỉnh cung mục tiêu ở khoảng quanh vùng 28.1 các anh chị nhìn đây nó vẫn tiếp tục bám biên ở quanh 28.1 có thời điểm nó bị rút qua nhưng mà về cơ bản sau đó nó lại lấy 28.1 nó test lên liên tục đây và cây đến ngày hôm nay ngày mùng 2 tháng 2 rất đẳng cấp cây đến đầu giờ đấy và cây đến này nó kéo một phát tím luôn nó và sau đó thì nó bắt đầu nó chỉnh cung và nó trả gáp thì nó không trả giống như những má cổ phiếu kia đúng không ạ nó vẫn có một cái sự uh, giữ biên nó và nó vừa mới đấy nó vừa trả đến vùng 29.5 thôi nhưng mà khả năng tuần tới thì nó sẽ tả về quanh vùng 29 test tích mỹ thành công ở vùng này như vậy là uh, PDR chỉ còn vùng cản cuối cùng thôi đó là vùng 30 30.5 bớt được vùng này thì như vậy sẽ hướng đến vùng 31.5 và như vậy PDR cũng bắt đầu mở ra một cái uh, trend mới tương đối là tích cực và sẽ có thể có trend dài nó sẽ đi xa uh, ông PDR này ông đánh rất là tốt và các anh chị em có thể hướng dòng tiền đến cái mã cổ phiếu chất lượng như này tuần này thì hùng đang bị ốm các anh chị rất là cố gắng nói chung là nói là nó nó cực kỳ mệt luôn vẫn cố gắng làm bản tin để phân tích tất cả những cái dữ liệu kỹ thuật trong tuần để gửi đến anh chị em nhà đầu tư và nhóm ngành cuối cùng hùng sẽ phân tích đó là nhóm ngành chứng khoán thì sự phục hồi của thị trường ở trong tuần vừa qua có sự phục hồi là nhờ công rất lớn của nhóm ngành chứng khoán đã có một cái nhịp giữ à, nhịp giữ rất là quan trọng cổ phiếu VCI trong tuần dự báo ở đây là khoảng quanh vùng chỉnh cung lại mục tiêu khoảng quanh vùng 42.3 và trong tuần thì nó đi uh, xích xích xuống vùng 42 có target tuần ở vùng 43.5 đến vùng 44 và sau hai cái cây nền cắt tăng như này thì uh, như vậy dự báo tuần tới VCI có thể quay trở về chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 43.5 hoặc điểm sâu hơn ở quanh vùng 43 tích lũy thành công vùng này thì sẽ hướng về vùng cản 45 xa hơn xa hơn thì chúng ta có thể hướng về vùng giá mục tiêu ở khoảng quanh vùng 46 và đối với nhóm ngành chứng khoán thì Hùng Lê có dự báo là sẽ có một trận đánh cuối cầu khá là tốt và trận đánh này sẽ là trận đánh cuối cùng để giúp nhóm ngành chứng khoán có thể break đỉnh qua đỉnh hoặc là tiệm cận đến vùng đỉnh trước khi mà nhóm ngành phân phối SSI trong tuần dự báo biên hỗ trợ kỹ thuật 33.8, 33.9, khoảng vùng 34 là biên hỗ trợ dưới và cản kỹ thuật trên đó là vùng 35.5 tuần này đã đạt được cản kỹ thuật trên sau đó thì cổ phiếu có một cái điểm test lại vùng 31.4, khá là đẹp mục tiêu ở trong tuần tới với xu hướng hiện tại thì như vậy là chúng ta sẽ có vùng 34.6, 34.8 sẽ là biên hỗ trợ mục tiêu test cung chỉnh nền ở vùng này tích thành công thì như vậy sẽ À, tiếp tục hướng target mục tiêu tiếp theo lên vùng 36 HCM à, thiên hướng kỹ thuật ở trong tuần dự báo ở vùng 26 2 là là biên hỗ trợ dưới thì các anh chị để ý là phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba thì như vậy là HCM đã test ở quanh vùng 26.5 à, có biên trên đó là biên kỹ thuật ở vùng 27.5 và khi gặp cái vùng cản này thì như vậy là HCM đang có, có một cái nhịp quay trở lại chỉnh cung tuần tới thì khả năng sẽ chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở vùng 26 năm tích lũy thành công kỳ vọng HCM sẽ break được cái vùng cản 27.5 hướng về vùng giá mục tiêu ở khoảng vùng 28.5 đến khoảng quanh vùng 29 VND ở trong tuần vừa qua thì nhìn chung không có nhiều động lực chủ yếu là sideways và đi ngang ngoại trừ được một cây đến giờ khá là tích cực ở trong phiên giao dịch ngày 31 thôi Uh, biên hỗ trợ dưới ở vùng 21.7, vùng 21.8 và biên cản trên ở vùng 22.4 đến khoảng vùng 22.5. Kéo lên rất tích cực và những cây đến giờ sau đó thì nó lại trả hết cung và tuần này đây cây đến giờ này cũng khá là xấu khi mà nó đánh mất uh, những cái nỗ lực phục hồi trước đấy của nó khi nó, nó cố công lên khoảng trên vùng 22 cộng. Uh, với xu hướng hiện tại tuần tới lại vùng 21.7 đến khoảng vùng 21.8 tiếp tục test tích lũy tích thành công thì mục tiêu sẽ ngắm lại 22 xa hơn là vùng 22.4 đến khoảng vùng 22.5. FTS khỏe các anh chị. FTS là một mã cổ phiếu mà nó tạo lập cực tốt luôn. Trong tuần vừa qua, biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 44.7 đến khoảng vùng 45. Đây, phiên giao dịch ngày 29 và ngày 30 test thành công, đạt lên target ở vùng 47 và cây đến giờ này là cây đến giờ nó công qua vùng 47. Sau đó thì nó tiếp tục hướng lên vùng target ở vùng 50. Với động thái hiện tại của STS, tuần tới nếu test khỏe thì nó sẽ test ở quanh vùng 48, test yếu hơn thì sẽ ở vùng 47. Nếu khoảng vùng 47.5 test tích công tiếp tục hướng cản kỹ thuật 50 và điểm xa hơn có thể hướng về quanh vùng 52. 52 đúng nhỉ? 52 52 đây này, 52. SHS ở trong tuần có biên hỗ trợ dưới và có cản kỹ thuật trên. Biên hỗ trợ dưới là vùng 18, 18.1, 18.2. Đấy. Đó, biên hộ trợ dưới này, đấy quanh vùng 18.2, 18.3. Cản trên ở vùng 18.9 đến vùng 19, đạt được đến cản trên thì nó lại quay trở về Chỉnh cung. Và nó lại lập lò ở vùng 18.2, 18.3 và nó lại uh, sơ bộ thì chúng ta lại ngắm lên vùng 19 19.1. VX dự báo ở vùng 17.2, 17.1 và vùng 17. Đấy là ba vùng giá mục tiêu. Thì trong tuần vừa qua là nó chỉnh về vùng 17.1 này. Đồng thời là vùng cản mục tiêu ở vùng 17.9 đến vùng 18. Thì trong tuần vừa qua là về phiên ngày 31 là về đến 17.9 này. Phiên ngày hôm nay là về đến 18 luôn. Đó. Thì như vậy là gì? Chúng ta có vùng hỗ trợ này và vùng cản này. Ở bên này cũng thế các anh chị nhé. Phiên ngày 22 có vùng hỗ trợ này, có vùng cản trên này thì tạm thời như vậy thôi các anh chị có thể lướt lát ngắn biên khoảng tầm 3 2 3 5 trong một tuần thì như vậy là cũng tạm tạm với xu hướng hiện tại dự báo là tuần tới VIX sẽ có cái sự chỉnh cung lại ở khoảng quanh vùng 17.5 điểm sau hơn theo vùng 17.4 test lũy thành công hướng break cản 18 hướng lên vùng 18.4 AGR à, trong tuần cũng có lực đánh tích cực và khá là đẹp chúng ta có biên hỗ trợ dưới của AGR đó là vùng 16.4 đấy các anh chị nha có 16.4 và biên cản trên ở vùng 17.1 có 17.1 như vậy từ 16.4 mà lên 17.1 thì chúng ta cũng có biên 3% đó và hai lần cơ đấy lại có 16.4 và lại 17.2, 17.3 dự báo tuần tới có thể lấp cáp. nó sẽ lấp lại quanh vùng 16.9 đến vùng 17 mục tiêu ở nhịp này thì khả năng AGR sẽ tiến về vùng 17.5 xu hướng bứt cản 17.5 thì sẽ hướng lên khoảng vùng 7.9 đến khoảng quanh vùng 18. Cổ phiếu VDS. VDS ở trong tuần thì chủ đạo là tích lũy thôi, biên hỗ trợ dưới 16 9 17 đây các anh chị. Cản cái tuần trên thì 17.6, 17.7, 17.8 và trong tuần thì chỉ đạt được 17.4 thôi. Nó có phục hồi tuần tới khả năng lại có biên 17.1 điểm sâu hơn sẽ là vùng 17 TP thành công thì lại dự báo sơ sơ bộ khoảng quanh vùng 17.6 đến vùng 17.8 Cổ phiếu ORS Biên hội đợi kỹ thuật giới vùng 15.1, 15.2 Và tuần này chúng ta cũng có cản mục tiêu ở vùng 15.8 hai lần công lên vùng 15.8 và sau đó thì nó lại tiếp tục quay trở về test cung chỉnh nền lên biên 15.5, 15.6 này. Test cung chỉnh nền, test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta lại hướng về uh, vùng 15.9 đến vùng 16. CTS ở trong tuần vừa qua có lực đánh tốt và tích cực xu hướng break đỉnh. Thì đối với CTS này vùng hỗ trợ 28, 28.5 và chúng ta có phân tích ở đây nha Sau đó thì chúng ta có target 1 ở vùng 30.5 và sau khi mà nó lên được bứt được cái target 1 thì CTS có một cái nhịp chỉnh cung lại. <laughs> nó ra lại quanh vùng 29.5 khá là tích cực. Tiếp tục kéo lên vùng 31.5 và sau khi kéo lên vùng 31.5 thì nó lại tiếp tục quay trở về ở vùng 30.5 đến khoảng vùng 31 test tích lũy ở đây. Và đây là một cây nến rút chân khá là hay tuần tới khả năng CTS vẫn sẽ còn ở vùng 31 30.5 đến khoảng vùng 31 test đi thành công thì chúng ta sẽ hướng break cản 32 hướng lên vùng 33 MBS ở trong tuần cũng có một lực đánh uh, khá là tích cực và MBS thì cũng chính thức là mẫu hình vượt đỉnh ấy, nó đã vượt đỉnh rồi thì ở biên biên hai mươi mấy đây này 22 24.3 đến vùng 24.5, 24.2 đến vùng 24.5. Đây là biên mùng đã dự báo là gì? Cổ phiếu MBS có khả năng quay trở về chỉnh cung tích lũy, tích thành công vùng này, hướng vùng cản mục tiêu 26. Tuần này thì nó đã có thời điểm là suy soát lên vùng 27.5. Sau khi đạt vùng 26 thì nó này, nó đi ngang và nó tích lũy khá là đẹp. Lực cầu tiếp tục được đẩy vào. Với cách thức vận hành như thế này, MBS sẽ quay trở về chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 26, 26.5. Uh, đi thành công thì như vậy là chúng ta sẽ hướng lên vùng cả cái thuật tiếp theo vùng 28 và điểm xa hơn điểm xa hơn là nhịp này thì MBS rất có thể là sẽ kéo về ở khoảng quanh vùng 30 tức là nó về đến cái vùng đỉnh cao nhất uh, của cổ phiếu ở đạt được ở trong năm 2020 đến năm 2021 rồi bây giờ thì uh, danh mục uh, cổ phiếu tuần hùng sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ tổng kết lại à, một chút xíu về bộ ba tham gia chung của thị trường ở trong tuần giao dịch tiếp theo. Thứ nhất đối với chỉ số VN Index thì các anh chị lưu ý ở vùng 168, 1168.5 đến vùng 1170 đó sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật dưới và biên cản trên chúng ta sẽ tính toán ở vùng 1175 đến khoảng quanh vùng 1177. À, đối với chỉ số VN30 à, hiện tại thì Hùng thấy rằng là cái cách thức giao dịch của phiên giao dịch ngày 1 và ngày 2 sau phiên ngày 31 là phiên giảm mạnh thì phiên ngày 1 và ngày 2 của tháng 2 thì chúng ta thấy rằng là cái góc độ của chỉ số vn 30 khá là tích cực khi sau một nhịp hồi lên thì nó bắt đầu sideway và nó test tích lũy được ở biên hỗ trợ dưới đó là vùng bảy 170 đồng thời cản trên là vùng 1 180 và kỳ vọng vào trong tuần tới thì chỉ số này sẽ sideway ở trong biên này để chúng ta có một cái tiền đề cho năm sau cái kỳ nghỉ lễ tuyết nguyên án và chúng ta sẽ bắt đầu giao dịch ở gọi là tuần giao dịch mới còn đối với chỉ số phái sinh thì cũng không có gì cả thứ nhất đó là có thể có gáp tăng lên ở khoảng quanh vùng 185 1184 1185 1186 và đồng thời thì chúng ta cũng sẽ có những cái vùng chỉnh cung mục tiêu đó là vùng 1175 sau đó sẽ là vùng 1170 đến khoảng vùng 172 và điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần thì vẫn phải tính toán đến ở vùng 1165 đây là cái điểm mút đến sâu nhất mà chỉ số phái sinh đã về ở trong tuần vừa qua thì uh, như vậy thôi uh, nội dung của chúng ta thì chúng ta có bản tin tuần ở trên kênh uh, chứng khoán chiến binh tân Từ từng con sóng đây là một kênh mà chúng ta đã quá quen thuộc rồi và chúng ta có bản tin ngày ở trên kênh hùng Lê chứng khoán thì uh, hai cái nội dung như vậy thì các anh chị uh, nốt lại và chúng ta đăng ký kênh để chúng ta uh, cập nhật các cái bản tin phân tích uh, về thị trường cũng như về cổ phiếu uh, rồi như vậy là tuần này thì chúng ta sẽ có ba phiên giao dịch của tuần uh, sắp tới và à chúng ta sẽ kết thúc à, năm 2023 và không biết là chúng ta nên làm cái bản tin đầu năm nhỉ, có cái khả năng là bản tin đầu năm, vậy thì như vậy đây cũng sẽ là bản tin cuối cùng. À, bản tin cuối cùng của năm 2023 à, năm âm lịch các anh chị. Thì à, một năm trôi qua cũng khá là bận rộn và à, rất nhiều những anh chị em ở chúng ta kiếm được tiền bên cạnh đó thì cũng có nhiều anh chị em chúng ta chưa kiếm được tiền hoặc chúng ta có một số các cái sai sót trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ cố gắng ở trong năm 2024 sẽ là một năm mà theo dự báo của cá nhân Hùng Lê, thị trường chứng khoán cũng sẽ có những cái khởi sắc và đó sẽ là những cái cơ hội tốt để cho các anh chị em của chúng ta. tiếp tục chinh chiến. Và với một cái góc nhìn từ nhà đầu tư tức là bản thân cá nhân hùng lê thì cũng đi lên từ nhà đầu tư thôi cũng trải qua rất nhiều những cái thất bại và cũng phải cố gắng nỗ lực rất là nhiều thì chúng ta mới có thể nhìn nhận mới đánh giá được cái xu hướng của thị trường đánh giá được xu hướng của cổ phiếu và chúng ta làm chủ cuộc chơi đó và chúng ta chủ động được trong 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 cái quá trình mà chúng ta đầu tư và cái điểm mẫu chốt cái điểm quan trọng nhất là không phải quan trọng nhất là chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền mà quan trọng nhất là chúng ta tránh được các anh chị nhớ nhé chúng ta tránh được các cũ củ ngã của thị trường thì chúng ta sẽ thành công và chúng ta sẽ tiếp tục đi còn nếu như uh, chúng ta kiếm được rất nhiều nhưng tại các cái cũ củ ngã của thị trường chúng ta bị ra hết thì như vậy là uh, có rất nhiều những anh chị em là chỉ có một sau một vài cái cũ củ rơi của thị trường thôi như vậy là chúng ta đã bị uh, ngã gục hoặc là chúng ta vĩnh viễn rời khỏi uh, thị trường chứng khoán thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc rồi uh, như vậy là năm mới sắp đến năm cũ thì cũng chuẩn bị hết rồi kính chúc uh, toàn thể anh chị em cộng đồng nhà đầu tư ở chúng ta có một cái mùa xuân có một cái tết thật là đầm ấm vui vẻ uh, bên gia đình và ra năm thì uh, hùng lê sẽ tiếp tục uh, đồng hành cùng với anh chị em và ngày hôm nay thì hùng bị mệt cực kỳ mệt luôn uh, nhưng uh, với tinh thần uh, của những chiến binh uh, và với tinh thần của gọi là chiến binh Samurai đúng không? Hoặc là chiến binh trên từng con sóng, chúng ta lướt sóng và chúng ta vẫn sẽ cố gắng hoàn thành những cái nội dung công việc. Một lần nữa thì xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các cái bản tin phân tích của năm 2024.